Vụ án bí ẩn nhất lịch sử Trung Quốc, kẻ tan tật thảm sát 8 người trên một tháng. Bình tĩnh, lau sạch dấu vết. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiêu sự tử tù giang hồ người nổi tiếng. Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có rất nhiều kẻ máu lạnh, có tâm lý sát nhân vặn vẹo. Con người này nếu nhìn bề ngoài tuyệt nhiên không giống kẻ cuồng sát một chút nào. Hắn thậm chí ăn chay niệm Phật, nhưng chính hắn lại là một kẻ điên lấy mạng người không gớm tay. Chỉ trong chưa đầy một tháng với mục đích kiếm ít tiền làm vốn để lại cho vợ. Một người đàn ông tàn tật đã nghĩ ra độc chiêu sát hại lần lượt 8 người ngay tại nhà mình. Vụ án từng gây chấn động dư luận Trung Quốc một thời gian dài những năm 2010 và nó trở thành vụ án bí ẩn, ám ảnh và kinh hoàng nhất trong lịch sử phá án Trung Quốc. Liên tục báo án mất tích Ngày 9 tháng 8 năm 2010, một cô gái từ Đại Liên tìm đến phân cục công an Sương ấp thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc báo án. Mẹ tôi sau khi tìm được việc ở chợ lao động phía đông thành phố đã bật tin từ một tháng nay. Mẹ cô gái có lý lịch như sau. Tên thật Trương Kim Nga, 49 tuổi, quê quán huyện An Đồ, khu tự trị dân tộc Triều Tiên, tỉnh Cát Lâm, Trước đó, bà gọi điện thoại cho con gái ở Đại Liên, nói là muốn đến khu chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm để tìm một chân giúp việc nhà. Sau đó, con bà Trương gọi điện thoại lại cho mẹ thì máy không liên lạc được. Liên tục sau đó nhiều ngày vẫn thế. Nóng ruột, chị đem ảnh mẹ tìm đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm để dọ la thì được một người phụ nữ trung niên kể rằng trước đó mấy ngày chị có thấy bà Trương Kim Nga. Lúc ấy, có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi tìm người giúp việc nhà, chủ yếu là chăm sóc bà mẹ đang bị bại liệt tiền lương mỗi tháng là 1.200 nhân dân tệ. Bao ăn ở, địa chỉ là gần tiểu khu đường sắt phía đông thành phố. Bà Trương đã nhận lời làm thuê cho ông ta. Người phụ nữ kia cũng xác nhận rằng người đàn ông cao khoảng 1,6 m bị tật ở chân, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đầu đội mũ phớt. Ngày 13 tháng 8 năm 2010, phân cục công an xương ấp, tiếp thân nhân của bà Lưu Phụng Kiệt, 42 tuổi, đến báo án mất tích. Nhà bà Lưu ở thị trấn Giáp Bì Câu, thành phố Hoa Miến, nhưng bà thường ở với em gái tại thành phố Cát Lâm. Bà Lưu cũng đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm tìm việc. Khoảng 10 giờ sáng, bà gọi điện thoại cho con gái nói là đang tìm việc. 13 giờ, bà lại gọi điện nói là đã tìm được một chân giúp việc ở tiểu khu công viên Hồng Bắc, nhưng thấy công việc không phù hợp nên chưa quyết định làm. Từ sau 19 giờ hôm ấy, điện thoại của bà Lưu không thể liên lạc. Cũng trong ngày 13 tháng 8 năm 2010, thân nhân bà Bì Á Khôn, 53 tuổi, ở thị trấn Hồng Quật, khu Long Đảm, thành phố Cát Lâm, cũng đến công an báo án mất tích. Bà Bì được xác định là đã đến tìm việc ở chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm. Được một người đàn ông thuê bà làm người giúp việc nhà với mức lương 1.000 nhân dân tệ, báo an ở. Sau khi đồng ý nhận việc, bà Bì có gọi điện thoại cho con. Đồng thời, do bà Bì đang giữ ít tiền của một người con khác nên bà đã về nhà đưa tiền cho con, nói rõ là người chủ nhà ở khu đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm. Bà Bì Á Khôn giao tiền cho con xong thì quay lại nhà ông chủ trương nhận việc. Ngày 13 tháng 8, con gái bà Bì Á Khôn điện thoại cho mẹ không được nên đã đến công an trình báo. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Phó Phân Cục trưởng Công an Sương ấp phụ trách mảng hình sự là Nghiêm Quảng Lâm. Lập tức báo cáo lên đại đội hình cảnh Cục Công an thành phố Cát Lâm, đồng thời điều động trung đội trinh sát hình sự số 5 do tìm manh mối. Tiếp sau đó, thêm thân nhân của năm người khác cũng đến cơ quan công an báo án mất tích, trong đó có một nam thanh niên là Lý Lượng Lượng, 24 tuổi, người thành phố Trường Xuân. Còn lại đều là phụ nữ. Điều tra ban đầu cho thấy đa số phụ nữ đi tìm việc bị mất tích từng đến chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm tìm việc, hầu hết đều ở vùng nông thôn đến, sống độc thân hoặc ly hôn. Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập. Người thân của những người mất tích được lấy mẫu máu làm tiêu bản giám định ADN. Ban chuyên án tung trinh sát giả soát một số thông tin đầu tiên mà thân nhân người bị hại cung cấp. Phát hiện manh mối kỳ lạ. Quá trình điều tra cho thấy hầu hết những phụ nữ tìm việc bị mất tích đều không thông qua trung tâm giới thiệu việc làm mà phải đóng lệ phí bằng 10% lương tháng, vì thế không có thông tin về nơi nhận họ vào làm. Nhưng tổ chuyên án phát hiện ba nạn nhân Trương Kim Nga, Lưu, Phụng Kiệt và Bì Á Khôn trước khi mất tích đều từng có liên lạc với người nhà hoặc bạn bè, đều nói là tại khu chợ lao động họ được chủ thuê và đều cho biết là đang làm việc ở gần vùng phố Diễn An, khu Sương ấp, phụ cận tiểu khu đường sắt phía đông thành phố Can Lâm không thể tìm được địa chỉ cụ thể, lực lượng công an xác định khu vực tập trung điều tra chính là quanh vùng Diên An. Tìm hiểu kỹ nhân thân của nạn nhân bị Á Khôn, ban chuyên án phát hiện thêm thông tin, ngày 12 tháng 8 khi trở về nhà đưa tiền cho con, bà bì có nói một câu, ông chủ là người bị tàn tật, thái độ cũng tốt lắm. Bà cũng nói với con gái nhà ông chủ ở gần khu Diên An nhưng cũng sắp chuyển rồi. Tổng hợp nhiều nguồn tin, ban chuyên án xác định đối tượng cần làm rõ là một người đàn ông tàn tật khoảng 50 đến 60 tuổi. Giáo diết điều tra, trinh sát bước đầu xác định có hai người đàn ông khả nghi ở gần phố Diễn An, khu nhà gần đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm. Sợ bên đây rộng rừng, không để cho đối tượng nghi ngờ, các trinh sát cải trang thành nhân viên thu tiền điện và nhân viên công tác xã hội để tiến hành điều tra toàn bộ khu vực. Qua sàng lọc cuối cùng, ban chuyên án xác định đối tượng Trương Thư Hồng nhà ở cửa phải, tầng trệt trong tòa nhà 16 tầng thuộc khu nhà ở ngành đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm là khả nghi nhất tiếp cận căn nhà trên, trinh sát phát hiện nhà có cửa hậu, sân khá rộng, rèm luôn buông kín. Trinh sát được tin là mấy ngày trước Trương Thư Hồng đã đến ở nhà cha mẹ vợ tại thị trấn Sưu Đăng Trạm, khu thuyền doanh Cát Lâm. Vợ của Trương Thư Hồng là Lý Diễm Thu đang ở trong nhà nhưng có nơi cư trú khác. Chiều ngày 19 tháng 8, ban chuyên án tiến hành bắt giữ vợ chồng Trương Thư Hồng. Gia đình nhà vợ của Trương Thư Hồng hết sức kinh ngạc. Lý Diễm Thu trước khi bị giải đi đã năn nỉ đổ đầy thức ăn và nước uống vào thau cho con chó cảnh đồng thời xin cảnh sát đừng để con chó cưng đã nuôi nhiều năm bị chết đói kiểm tra căn nhà của trương thư hồng cảnh sát phát hiện có dấu một chiếc búa một con dao và cuộn dây ni lông được xem là hung khí gây án trong toilet và sàn nhà có lưu những vết huyết đỏ phía sau vườn dưới một hố được xây bằng gạch cảnh sát tìm thấy một túi đựng dây chuyền vòng đeo tay bằng vàng bạc điều tra viên lưu vũ hạc thuộc đội hình cảnh số 5, người trực tiếp thẩm vấn cho biết Tố chất tâm lý của Trương Thư Hồng rất tốt, rào biện và thái độ rất kiêu ngạo. Lúc mới đưa vào phòng hỏi cung, Trương Thư Hồng tỏ vẻ bất cần, phản bác tất cả những chứng cứ kiên quyết không thừa nhận đã lấy mạng người. Y chỉ nhận là đã lừa bán Trương Kim Nga, Lưu Phụng Kiệt và Bì Á Khôn cho một người đàn ông ở phong mãn để lấy 2.000 nhân dân tệ mỗi người. Lý Diễm Thu thì cứ khóc, nói hoàn toàn không biết gì. Cái kỳ đấu tranh khai thác suốt hai ngày đêm, Trương Thư Hồng mới đổi lời khai khai nhận từ tháng 5 năm 2009 đến khi bị bắt, y đã lấy mạng 7 phụ nữ và một nam thanh niên. Qua xét nghiệm mẫu máu và kiểm tra ADN, cơ quan điều tra xác định được danh tính 5 nạn nhân, 4 nữ, 1 nam. Những gì tôi làm vợ tôi không biết. Trương Thư Hồng khai, y cũng nhận là đã quan hệ tình dục với một số phụ nữ sau khi lấy mạng họ. Hành trình tội ác, Trương Thư Hồng đã ngoài 50 cao 1,6 mét, chân bị teo từ nhỏ, phải chống nặng. Trong nhà có xe ba bánh chạy điện, từ nhỏ hắn đã thường tự ti mặc cảm, lớn lên cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài. Khi cha mẹ lần lượt qua đời, Trương Thư Hồng hầu như không liên lạc với chị em trong nhà. Lý Diễm Thu, vợ của Trương vốn là người giúp việc trong nhà cho cha mẹ Trương, sau đó họ kết vợ chồng. Trương rất yêu vợ, thường nói rằng Lý Diễm Thu hy sinh cho gia đình mình quá nhiều nên tìm mọi cách để đền đáp. Trương Thư Hồng là người mê tín, ham mê đoán vận mệnh, hắn cũng biết chút ít thuật bói toán, Mấy năm trước trong một lần đi xem bói, nghe thầy phán là không thể sống qua tuổi 53, Trương Vốn mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe không được tốt, nghe thầy bói nói thế thì tin là thật. Trương Tư Hồng nghĩ rằng phải làm sao sau khi mình qua đời phải có chút gia sản để lại cho vợ, vì thế y đã dự tính việc kiếm tiền bằng cách sát hại người cấp của. Trương cũng hiểu rằng mình bị tật sức khỏe kém nên làm sao đưa con mồi về nhà mới hạ thủ được. Trương đăng một mẫu quảng cáo trên báo giới thiệu là đoán mệnh làm phúc cho người. Một thanh niên 24 tuổi tên Lý Lượng Lượng từ Trường Xuân tìm đến nhờ ông Trương Thư Hồng giúp cho chuyển vận, Lượng Lượng không ngờ rằng mình trở thành nạn nhân đầu tiên của Trương Thư Hồng. Đầu tiên Trương bảo Lượng Lượng đi làm thẻ ngân hàng, sau đó lừa cho anh uống ly nước có thuốc mê rồi đưa vào phòng vệ sinh sau đó thực hiện hành vi đoạt mạng. Tuy nhiên trong vụ này Trương Thư Hồng bị lỗ vốn vì chỉ lấy được của nạn nhân 20 tệ. Tôi đang quảng cáo mất 240 tệ mà chỉ lấy lại được có 20 tệ. Trương Thư Hồng khai, lý do là y nhìn lầm tưởng chàng trai Tuấn tú kia có nhiều tiền của, Trương Thư Hồng còn hai lần viết thư về nhà Lý Lượng Lượng, một lần nói Lượng bị bệnh, một lần nói Lượng bị bắt cóc để gạt tiền người nhà của Lượng nhưng đều không có kết quả. Trương Thư Hồng đổi cách khác, bàn với vợ giả ly hôn rồi đăng báo làm quen tìm đàn ông đến nhà để sát hại nhưng lần này cũng thất bại. Trương Thư Hồng bèn đổi sách lược, nhắm vào những phụ nữ độc thân từ nơi khác đến tìm việc. Đối tượng là những phụ nữ sáng sủa, có mang đồ trang sức. Thủ đoạn của hắn là đóng giả đi tìm người giúp việc nhà. Sau khi thỏa thuận giá cả, đưa nạn nhân về nhà, y bày cho bói toán, nói là bị mắc nạn tai. Đưa cho ba lá bùa, trong đó một lá đốt ra cho uống với ly nước, chứa thuốc mê, y đã phả sẵn. Theo chương thư Hồng Khai thì mỗi lần gây án, y đều không cho vợ ở nhà. Y còn thuê một căn phòng ở nơi khác cho vợ. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, trước khi bị bắt, Trương Tư Hồng đã chuyển tên ngôi nhà và số tiền gần 20.000 nhân dân tệ cho Lý Diễm Thù. Sau khi lấy mạng nạn nhân, y đem phân nhỏ và mang đi vứt khắp nơi, tập trung nhiều nhất ở dưới cầu Giang Loan. Tổng số tài sản mà y cướp được là hơn 30.000 nhân dân tệ, khoảng 85 triệu Việt Nam đồng. Trong video này, PKT cũng đã lược bỏ đi một số phần mà mình thấy là không cần thiết để cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác, khách quan, ngắn gọn để các bạn có thể dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu. Vụ án đã qua, bản án đã được thực thi, nhưng nỗi đau thì chắc chắn vẫn còn nguyên. Đây là một video kể lại quá trình phân tích vụ án để chúng ta rút ra những bài học ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai, giúp sự ra đi của những nạn nhân có thêm ý nghĩa. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay vụ án nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.